Thì giờ lại là các người hả? Chị Hồng vất vả giặt sạch quần áo cho các người, không đi cảm ơn mà đi phá người ta, tại sao vậy hả? Ta chỉ là cười chút thôi, có thằng khỉ bắn mà. Không mắc mớ ta đâu, ta hắn bị ta bắn thôi. Không phải tôi đâu, là nó. Không phải tôi. Ai là mày? Làm rồi mà còn không chịu nhận, còn rút trách nhiệm cho nhau hả? Được không? Đấu tụi bay, chị Tôn Nữ có phải đầu trọc không? Thế tôi, chị Tôn Nữ cũng là ni cô, đều là người xuất gia cho nên nhất định là phải đầu trọc. Nhất định là vậy mà. Không phải đều chị Tôn Nữ uống sữa bò, ăn bánh mì, ta nghĩ nhất định không phải. Vậy thì mày đánh cá hai viên kẹo chịu không? Chịu. Tao cá chị Hồng không phải đầu trọc, đưa kẹo đây. Nè. Nè. Ý. Nè. Vậy cũng được à? Thiệt mà giáo. Ê, chuẩn bị. Dạ. Quê, tại sao hiếp chị Maria? Xuống hết cho tao. Cô không sao chứ? Tôi đi trước nha. Thôi Tiểu Hồng. Lucky. Ngươi coi, chỗ này là thánh địa Phật môn. Tiểu Hồng mỗi ngày cứ mặc áo tu nữ chạy tứ tung, còn ra thể thống gì nữa? Ngươi phải đầy la cổ đó. Sư phụ à, cháu có cách mà. Ê, nè, ngươi có cách gì? Ra đi. Ê, coi kìa, chị Maria với là anh Lập Kỳ ở bển. Họ làm gì? Họ nhất định đang nói chuyện yêu đương đó. Theo ta. À phải, cha của cô là cao tăng của Thiếu Lâm. Tại sao cô không làm ni cô? Tại vì tu nữ không cần cạo đầu, với lại áo quần mặc cũng đẹp hơn nữa. Sao cô lại ham đẹp như vậy? Sách báo nói là cô giờ tới Thiếu Lâm tự phải nhập gia tùy tục, không thể mặc đồ tu nữa. Vậy làm sao? Ê! Dễ bậy dễ bạ gì đó, đâu có thể dễ bậy bạ như vậy, đưa đây. Là gì? Là chị tu nữ với Lập Kỳ. Coi kìa, họ đứng ở trển, chúng tôi chỉ là dễ họ thôi. Có giống không? Trở vô, luyện công đi, lẹ lên, mau lên, nghịch quá đi. Kiếm ra rồi nè. Sư Tôn, có biết gõ cửa không vậy? Có ăn trộm. Ăn trộm? Có bắt được không? Đã chạy thoát rồi. Ê, Thiếu Lâm tự nghèo như vậy, có gì mà ăn trộm chứ? Chắc người gặp con nữ ma rồi. Ê, sao biết là đàn bà? Ơi, thường người ta thấy người dai dỗm trước cái hình con tôn nữ đó, chắc chắn nằm mơ thấy cổ rồi, có phải không? Có phải gì không? Ê, đừng có đổ quan cho tôi nữa. Thôi không nói dòng. Ừ.
bộ hòa thượng cũng uống rượu sao? Sư thúc không có tư cách luyện đồng tử công, cho nên phải nhờ rượu này để mình luyện hơi tập thiết đầu công đó. Có muốn kết bạn với sư thúc không? Muốn kết bạn với sư thúc thì ngồi xuống đây làm một ly đi hả? Được mà. Hay già thì lợi hại. Đừng lãng phí rượu của ta, uống tiếp uống tiếp. Hay già thì được sư thúc ạ, chống hết nổi rồi. Uống đi. Hay già, mày là hết rồi. Đừng lo, còn nữa. Được rồi, chúng ta cùng nhau thử một lần nha. Thiệt hả? Chuẩn bị. Nè các em ạ, có chuyện gì vậy? Nè, đứng lên nói đi. Đứng qua bên này nói đi. Mình thử một lần nữa nha. 1, 2, 3. Bên này. 1, 2, 3. Cô có khiếu gì âm nhạc? Không mắc mớ tôi đâu, các em nhỏ có khiếu thôi. Anh ủng hộ đi. Được. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta vừa đi về hát nhà, chịu không? Chịu. Tay chút đi. Dạ ông chủ. Bộ cũng muốn làm cho tôi đau chết hay sao? Dạ ông chủ. Con mẹ nó, cái thằng hòa thượng mắc dịch, mày dạy tao cho điện giật chết luôn thì lại tức chết mà. Mày muốn chết hả? Sao, có bệnh hay không? Bệnh thiệt, tạo hình thì là đặc biệt. Tao nghĩ chắc là bây giờ mày cũng muốn đổi hình tượng rồi. Cho điện giật nó đi. Đừng nha, đừng. Tao hẹn mày trong vòng 3 ngày phải kiếm cho ra số mật mã. Hỗn đản. Sư. Phật chủ nói. 诸恶莫作，众善奉行，所以你们一定要好生练功，专心研读，千万不能做出任何违背四规的事情，而有辱我佛门声誉。你们谁偷吃过游魂之物没有？没有。没有。那谁看过禁书？没有。
也没有，那就好。啊，我们出家之人，当以慈善为怀，切莫以善小而不为，以恶小而为之。此话你们要牢记在心呐。 小胖子，你是不是偷吃了什么游魂之物，如此打不起精神？师傅，我刚才做了一个梦，我梦见好大一只鸡腿。坏小子！真的，师傅，好香好香啊！你这个调皮鬼，都不准笑！ 都给我听着，就是在梦里，你们也不能做出任何违反寺规的事情。我的话，你们都听到了吗？听到了。你们年龄尚小，更不能为尘世所扰，滚滚红尘乃我佛门大忌。如若不然，我就把你们赶出山门。 Minh bạch. Các người nghe đây, bây giờ chúng ta tập bí truyền Thiếu Lâm thập bát đồng tử công. Bây giờ vào đỉnh Tịnh Thân. Bên trái quay. Một người thêm, một người nhảy. Theo. Hai. Thằng khí đột, nhà người đó, người đã làm gì? Tại sao không thông điện? Tôi đã đọc cuốn sách trong đó các vị đều không mặc đồ. Thằng mập, nhà người đã ăn cái gì? Tại sao cái miệng không lên màu? Sư phụ, con cái ăn đùi gà. Hai cái thằng khí này, lục căn chưa tịnh, phá hoại thập bát đồng tử công của ta. Ta phải phạt hai người mới được. Vừa mệt vừa đói. Cũng tại mày tôi lén ăn đùi gà. Mày cũng vậy, mày lục căn chưa tịnh, lén đọc sách về. Thiệt về quá. Mày đó, mày,